Đại sứ quán Mỹ. Đại sứ quán Mỹ. Đây là bia mộ gì thì không biết. Hả? Ờ. Rồi. Bia mộ. Không hiểu là cái này là cái gì, không hiểu. Giờ cái đứa Việt Nam kia thì họ năm quen. Việt Nam à? Trung Quốc. Thế nó bắt máy không? Bây giờ nó làm dốc các cái. Cao thấp. Chưa hiểu, không hiểu cái chú thích cái này là cái gì.
Nam đấy này. Hello Việt Nam. Hi. À, xin chào. Đây này, Đại sứ quán Canada ở Bắc Ninh này. Đại sứ quán Canada Bắc Ninh nha. Yeah. Mình nhìn cái túi cho bác. Đây là nhà kính, nhà kính này. Hôm nay là trung tâm Berlin, nơi đông đúc nhất, nơi đông đúc nhất. Đây là tòa đại sứ quán Canada. Đây là cầu treo. Đấy. Cổng chào Bắc Linh đây. Đấy, những cái địa danh đấy. Đây những cái địa danh đây này. Đấy, chỗ này mình vừa đến này. Đấy, ừ. Đấy. Chỗ này chưa đến này. Đấy. Đây là biển. Mình đứng nuôi đây, bác Hằng đứng nuôi đây này. Đấy, đứng. Bác Hằng đứng ở đây. Đi. Nhà kính đấy, đây là nhà kính ấy. Hiểu không? Ghê không? Cũng kết đi. Đấy. Nhìn nó hoa hết mắt chứ nhỉ. Nó mỏng, nó nhìn nó nghiêng. Đây này, cái nhà góc này nhìn nó ghê mắt. Đấy, mình sang nối bên này để cho nó đèn xanh nhá thì mình đi. Xe 280 nút nữa. Xe 280 nút nữa.
đi tí quay lại, tí quay lại, bây giờ nó ánh mắt đi, tí nữa mình đi bộ đi đây. Đi bây giờ đến vườn thú. Đó không, đây là động vật thú ở trong nhà thú. Thú trong này này, vườn thú. Trung tâm vườn thú. Khu để xe. Để xe hiện đại chưa? Hai nạn, bye bye. Đây là vườn thú quốc gia Berlin. Đấy, đi. Đi vào đi, đi vào đi. Đi vào đi, mọi người vào đi. Đấy. Vào đi, không vào không mất tiền đâu. Đây. Ron Berlin. Ron Berlin đấy, vườn thú quốc gia đấy. Đây, hai biểu tượng cái con voi, biểu tượng cái con voi. Hả? Bao tiền? Thế thôi. Ukraine nhất tù viên kỳ. Tôi dân đánh nạn làm gì có tiền mà. Rồi, lại tiếp tục đi. Bây giờ đi ra đằng ấy đi, ra đằng nhà thờ đẹp đi. Nhà thờ đằng kia gì?